Khi đến Hà Nội, chắc chắn bạn sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lãng mạn thanh bình của Hồ Gươm, của những ngôi nhà cổ kính nằm san sát, nép mình dưới những hàng cây cổ thụ xanh mướt. Nếu có thời gian, tôi mời bạn đến thăm chợ ở Hà Nội và gặp gỡ với những người bán hàng đảm đang, vui tính, luôn nở nụ cười trên môi. Những chú gà trống hồn nhiên cất tiếng gáy tạo nên âm thanh rất riêng của một ngôi chợ truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt, ở đây bán thịt chó, món ăn khoái khẩu của nhiều người Hà Nội, nhưng lại làm nhiều người nước ngoài sửng sốt. Lần đầu tiên, Pauline đến thăm chợ Việt, cô thấy rất thú vị. Với nhiều người Việt Nam, đi chợ tất nhiên là để mua hàng, nhưng cũng để gặp gỡ rất nhiều người thân quen, trao đổi với nhau vài câu chuyện vui trong gia đình. Thế là đủ vui rồi. Những gánh hàng rong tạo nên nét rất đặc trưng của Hà Nội. Ai đi xa chắc chắn rồi sẽ nhớ mãi về những gánh hàng rong, những gánh hàng hoa trên những con đường tấp nập của thủ đô yêu thương.